Lộc Nguyễn xin chào tất cả quý anh chị và cô bác trở lại với kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn nha. Thì hôm nay Lộc Nguyễn đang ở trong nhà của chị Nhi và chị Nhi đang cần bán cái nhà này nha quý anh chị. Và chị Nhi á đã coi cái kênh của Nhà Đất Lộc Nguyễn rất là nhiều rồi và được sự tin tưởng của chị Nhi thì là vừa mới gửi cho Lộc Nguyễn hồi nãy luôn. Thì Lộc Nguyễn cũng vội qua đây quay cho chị Nhi căn nhà này nha quý anh chị. Thì em cũng cảm ơn cho chị đã tin tưởng em và gửi cái nhà này cho em bán ha. Và cho em hỏi vài câu ạ. Thì vì sao chị bán căn nhà này vậy chị? À, tại vì chị có nhà mới nên giờ chị muốn bán nhà này để về căn đó để chị ở. Dạ. Rồi. Và mình có thêm một căn Đúng rồi. nữa. Dạ. Cái khu này á thì chị thấy là khu dân cư như thế nào chị? À, khu dân cư rất là đông đúc, tại vì chị về đây chị ở 10 năm rồi, nó nói chung là yên tĩnh mà lại là an ninh nữa. Đó, trường học cũng gần mà chợ cũng gần, mình đi bước ra cái là có chợ liền. Dạ. Đó thì nhà hiện tại chị Nhi đã ở mười mấy năm rồi quý anh chị, nên khu này rất là hiện hữu và khu dân cư rất là an ninh luôn. Chị ơi, cái phía trước nhà mình á, cống rãnh đường xá như nào, nó có hay bị Không, ngập nước gì không ạ? ở đây là bảo đảm em là không có bị ngập, xe hơi vô được Xe đó, hơi được xe luôn. xe hơi vô được tới đầu hẻm luôn á. Dạ. Đó rồi thì đường đi thì đó em thấy nó cũng rộng rãi đó chứ không Dạ. có là gì đâu. Đó thì Lộc thấy cái căn nhà này rất là hợp lý cho những quý anh chị nào đang cần nhà bình chánh nha quý anh chị. Thì quý anh chị hãy cùng theo chân Lộc Nguyễn để đi vào bên trong căn nhà này, chúng ta tham quan chi tiết ha. Anh chị ơi, hiện tại á, thì Lộc Nguyễn đang trong một cái con đường của khu dân cư của nhà của chị Nhi nha quý anh chị. Con đường này Lộc đang đi á, nó rộng cũng tầm khoảng 4 mét nha. Đó, và từ vị trí nhà quý anh chị đi ra ngoài chỗ quốc lộ 50 quý anh chị chỉ tầm khoảng 400 mét thôi, và ngay đường quốc lộ 50 thì ngay khu đó nó có một cái chợ tự phát cũng như là có Bách Hóa Xanh nè, quán Sang Hà, có điện máy xanh, có Thế Giới Động, có đầy đủ tất cả những cái tiện ích cho quý anh chị sử dụng luôn ha. Đặc biệt á, là trong vòng mà đi ra đây khoảng 100 mét thôi thì nó sẽ có trường mầm non, rồi trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ cho quý anh chị rồi. Thì về đây chúng ta có thể là chọn căn nhà này để làm một cái nơi an cư lập nghiệp ha quý anh chị. Những quý anh chị nào đang cần nhà bình chánh thì căn nhà này rất là hợp lý nha. Căn nhà này là thuộc xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Thì Lộc Nguyễn sẽ quay cái địa chỉ cho quý anh chị luôn. Cái địa chỉ của mình á là B7 sẹt 213 sẹt 4C, ấp 2 xã Đa Phước, huyện Bình Chánh nha quý anh chị. Và đây là một thành phố Hồ Chí Minh, và từ vị trí nhà này quý anh chị đi lên bến xe quận 8 bằng trục đường quốc lộ 50 á chỉ tầm khoảng 6 km thôi quý anh chị. Khá là gần cho những quý anh chị nào đang làm việc ở quận 8, quận 4, quận 7 thì căn nhà này rất là hợp lý cũng như là thuận tiện để cho quý anh chị di chuyển đi lại ha. Và mặt diện căn ngoài á, mặt diện ngoài của căn nhà chúng ta được thiết kế là một trệt một lầu theo kiểu hình máy bằng nha quý anh chị. Có cái diện tích là ngang 3 mét rưỡi, sâu vào là 14 mét thì Lộc thấy cũng khá là rộng rãi. Nhà chúng ta thì nó sẽ có 3 phòng ngủ nha. Và ở trên lầu nó sẽ có một phòng vệ sinh cũng như là ở tiền trệt cũng có phòng vệ sinh luôn, tổng cộng là 2 phòng vệ sinh. Thì cái khu vực nhà chúng ta thì cái trần, cái sàn á quý vị, mình thấy khá là cao nè. Nó cao so hơn cái mặt đường nha. Và có cái đường dẫn để chúng ta chạy xe vào luôn. Và bên ngoài á, nhà này thì chị Nhi ở cũng được khoảng 10 năm rồi. Nên Lộc thấy mọi vật dụng trong nhà cũng như là nhà chúng ta thì sẽ có 2 lớp cửa luôn quý vị. Ở đây nè, một cái lớp cửa sắt ha. Đó, rồi một cái lớp cửa 4 cánh được sơn tĩnh điện bê tông màu trắng ha. Hiện tại thì nhà đã đang sử dụng nha quý anh chị, nên Lộc thấy là nó hơi cũ chút xíu thôi, nhưng mà về nhà này thì quý anh chị có thể là decor setup lại theo cái ý của mình nha. Đó, tường ở đây thì ốp lên khá là cao nè quý anh chị, tầm khoảng 1m6 nha. Lộc cao 1m7 nha quý anh chị, thường Lộc nói là tường ốp gạch lên tầm khoảng 1m6. À, mà có những quý anh chị hỏi Lộc cao 1m mấy á, đó thì Lộc nói trong video cho quý anh chị biết luôn là cao 1m7 và tường đây là ốp là cao 1m6 đó. Và nói chung là rất là sạch sẽ cho những gia đình nào mà có con em nhỏ sẽ không có sợ bị dơ bẩn tường khi mà vẽ bậy lên tường nha quý anh chị. Ốp gạch rồi không có vẽ được ha. Ở đây có một cái khoảng dịch cấp nè. Đó, ở đây thì chúng ta có thể là trưng bày những cái bình hoa hoặc là những con gấu bông hoặc là những cái cúp của nhà chúng ta ở khu vực này để làm cho khu vực phòng khách của chúng ta thêm phần đẹp mắt hơn. Ở đây á, thì Lộc thấy là nhà chị Nhi á, sống 3 thế hệ nha quý anh chị, ông bà nè, cha mẹ và con cháu. Thì căn nhà này đặc biệt có một cái á, là có cái căn phòng ngủ ở dưới tầng trệt nên rất là thích hợp cho những nhà nào có người lớn tuổi chúng ta ở ha quý anh chị. Và có 2 cái võng luôn nè,
Đó, hai cái giọng luôn ha. Đó, rất là hợp lý. Và trên trần, trần là trần dược cấp với cái tông màu hồng nha quý anh chị. Và thì chúng ta cũng có thể là thay đổi cái màu sơn lại theo cái ý của mỗi mỗi gia chủ ha. Đây, đây là khu vực để đi lên trên lầu. Thì tai vịn được thiết kế bằng inox nè. Các bậc cầu thang thì đi lên nó sẽ được ốp lát những cái đá hoa cương rồi, nên rất là sạch sẽ cho quý anh chị ha. Và ở phía dưới khu vực cầu thang nó có một cái khoảng không gian trống. Không gian này thì chị Nhi đang tận dụng để làm một cái khu vực nhà kho nha quý anh chị. Đó, để những cái vật dụng linh tinh mà chúng ta không xài đến ha. Và cái con đường để đi vào cái khoảng bếp nó rộng tầm khoảng 8 tấc đó quý anh chị. Wow, cái căn phòng này khá là đẹp đó quý anh chị. Căn phòng ngủ ở dưới tầng trệt nè. Thì Lộc thấy là căn phòng này là chắc cho anh chị Nhi đang ở. Có máy lạnh sẵn luôn ha quý anh chị. Gạch gạch thì được ốp gạch bóng kính nè, với cái tông màu màu trắng nhìn rất là sạch sẽ luôn. Rồi đi xuống khu vực phòng bếp nha. Khu vực phòng bếp thì ở đây làm tủ bếp dưới cho quý anh chị. Rồi phía trên thì có những cái kệ để cho chúng ta để những cái chén bát ha. Ở đây thì có hai cái bồn để cho quý anh chị thuận tiện vừa rửa chén, rửa rau luôn. Nên nó rất là nhanh khi mà chúng ta thao tác nấu ăn ở khu vực này ha. Và khu vực này thì để một cái tủ lạnh sắt rất là to luôn nha quý anh chị. Mời quý anh chị di chuyển vào bên trong khu vực phòng vệ sinh ạ. À, hiện tại thì căn nhà này Lộc thấy rất là sạch sẽ nha. Tường thì đã được ốp gạch khá là cao cho quý anh chị luôn. Rồi sàn á, thì được ốp gạch chống trơn trượt cho quý anh chị ha. Và lắp đầy đủ những cái thiết bị lavabo, bồn cầu và vòi sen. Rồi, có một cái khoảng sân sau nữa quý anh chị ơi. Cái khoảng sân sau này thì chị Nhi dùng để nơi để giặt giũ ha, để đồ, để quần áo. Rồi ở phía trên thì nó có một cái mái che sẵn cho quý anh chị luôn rồi, để che mưa che nắng ha quý anh chị. Một cái căn nhà thuộc cái vị trí rất là đắc địa của thành phố Hồ Chí Minh, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc ấp 2 nha quý anh chị. Thì ngay cái đầu đường quốc lộ 50 để đi vào nhà là gọi là ngã ba Chú Lường nha, ngã ba Chú Lường. Và con đường nhựa nó dẫn đi vào bên trong nhà chỉ tầm khoảng 400 m thôi. Và tiếp theo là Nguyễn mời quý anh chị di chuyển lên khu vực trên lầu 1 để tham quan các căn phòng ngủ phía trên nha. Các bậc cầu thang khi mà Lộc Nguyễn di chuyển lên đó quý anh chị đã được ốp lát những cái đá hoa cương hết rồi, nên nó rất là sạch sẽ khi mà quý anh chị đi khu vực cầu thang này ha. Các bậc cầu thang nó khá là cái khoảng cách nó khá là ngắn đó quý anh chị, nên thích hợp cho người lớn tuổi chúng ta bước lên khu vực cầu thang này đi nó cũng rất là thoải mái nha quý anh chị. Tay vịn được thiết kế bằng chất liệu là inox nha. Khu vực trên lầu 1 thì sẽ có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh, cũng như là sẽ có một cái khu vực phòng thờ cho quý anh chị luôn. Và đây là căn phòng ngủ của hai con của chị Nhi nha quý anh chị, đã lắp sẵn máy lạnh cho quý anh chị rồi nè. Cái phòng ngủ này nó có cái cửa sổ ở phía sau quý anh chị, nên quý anh chị sẽ lấy được sáng cũng như là được gió ha, làm cho căn phòng chúng ta lúc nào cũng sẽ thông thoáng hơn. Căn phòng vệ sinh ở trên lầu 1, tường thì đã được ốp gạch lên tầm khoảng 1,8 m cho quý anh chị nè. Ở phía trên thì có một cái khoảng không gian trống để cho quý anh chị để bồn nước vào bên trong luôn ha. Rồi ở đây nó có một cái khoảng không gian trống, thì ở đây chúng ta để gì ạ? À? Để tủ đựng quần áo cũng như là để xào phơi đồ ha quý anh chị. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tham quan căn phòng ngủ thứ ba. Căn phòng này thì của con gái của chị Nhi ha. Nhà chị Nhi thì tới ba đứa con lận quý anh chị. Căn phòng này thì nó cũng đã gắn máy lạnh sẵn cho quý anh chị rồi. Thì với căn nhà này thì khi mà quý anh chị sở hữu á, những cái máy lạnh sẽ được để lại cho quý anh chị luôn nha. Căn nhà này thì chị Nhi cũng đã chia sẻ với Lộc á, đã mua được khoảng 10 năm rồi quý anh chị. Nên nhà ở thì rất là kiên cố và xung quanh khu dân cư rất là an ninh, cũng như là người dân rất là vui vẻ luôn. Và đây là một khoảng không gian để cho quý anh chị tận dụng để chúng ta thờ ông bà tổ tiên nè, thờ cửu quyền thất tổ, cũng như là chúng ta thờ Phật, thờ đạo Thiên Chúa tùy theo tín ngưỡng của mỗi gia đình ha quý anh chị. Khoảng không gian ban công này cũng khá là rộng á quý anh chị. Mình đứng ở đây mình có thể hóng gió mát vào buổi chiều thì rất là tuyệt vời ha. Nhà chúng ta nằm trong cái hướng bắc nên rất là phù hợp cho những quý anh chị nào nằm trong cái mệnh đông tứ trạch sở hữu căn nhà này thì rất là hợp lý luôn nha quý anh chị. Xung quanh nhà là một cái khu dân cư phải nói rất là đông đúc và sầm uất rồi. Anh chị ơi, vừa rồi thì anh chị cũng đã theo dõi hết căn nhà của chúng ta rồi. Thì quý anh chị thấy như thế nào ạ? À? Phía Lộc Nguyễn thấy rất là thích, cũng như là rất là phù hợp cho một gia đình có ba thế hệ nha. Ông bà, cha mẹ, con cái thì cùng nhau ở cái nhà này thì rất là hợp lý luôn. Vì sao ạ? À? Vì nó có một căn phòng ngủ với tầng trệt ha quý anh chị. Thì Lộc Nguyễn sẽ thống kê lại chi tiết về pháp lý căn nhà này nha. Vị trí nhà là thuộc xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Từ vị trí nhà quý anh chị đi ra ngã ba Chú Lường á, là ngay quốc lộ 50 á quý anh chị, vào nhà chỉ tầm 400 m thôi. Và diện tích căn nhà của chúng ta là ngang 3,5 m, sâu vào á là 14 m, là một trệt một lầu nè,
có 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh, có một cái khoảng sân sau cũng khá là rộng rãi, và hướng nhà của chúng ta là hướng bắc nha quý anh chị. Và pháp lý căn nhà của chúng ta là sổ đồng sở hữu nha quý anh chị. Ở đây á, một thửa đất 148m² và đồng sở hữu là 3 nhà nha. Tuy nhiên á, thì mỗi nhà sẽ giữ một sổ, mà là một cuốn đồng sở hữu, thì bán với hình thức là ủy quyền toàn phần cùng với một cái tờ di chúc. Nên quý anh chị yên tâm là đất chúng ta là đất thổ cư và sổ có hoàn công trên nhà trên đất luôn nhau quý anh chị. Nên quý anh chị yên tâm về mặt pháp lý nha. Và Lộc Nguyễn sẽ mời quý anh chị cùng nhau, cùng với Lộc gặp với chị Nhi. Chị Nhi sẽ báo cái giá đúng căn nhà này cho quý anh chị nha. Dạ, chị muốn bán căn nhà này bao nhiêu? Chị muốn bán là 1.690.000. Cái giá này còn thương lượng không chị? Còn thương lượng em. 1.690.000 còn thương lượng. Thì ví dụ như mà khách hàng em mà muốn đi xem nhà thì lúc nào cũng có người nhà. Đúng rồi, lúc nào cũng có người hết. Em điện thì chị sẽ ở đây với em. Rồi cho đợi khách vô xem nhà này kia rồi. Đó thì cái căn nhà mà quý anh chị đã tham quan hết rồi, và Lộc thấy cái giá cũng khá là mềm đó quý anh chị, 1.690.000 thôi, và cái giá này vẫn còn thương lượng cho quý anh chị nào mà thiện chí ha. Thì cuối video thì Lộc Nguyễn mến chúc cho quý anh chị có thật nhiều sức khỏe nè, thật nhiều niềm vui, và làm ăn lúc nào cũng phát tài phát lộc, để mua những cái bất động sản theo đúng nhu cầu và đúng tài chính của quý anh chị ha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau ạ.